theo chia sẻ của cô Lan á, thì đây là những cái ngôi mộ mà đa số cô chú thì bị một cái căn bệnh quái ác, đó là căn bệnh cùi hủi phong cùi, mà ngày xưa bị xã hội rất là kỳ thị, phải điều trị ở tất cả các bệnh viện. Và khi mất thì các cô chú lại an nghỉ ở nơi đây luôn. Và các phần bia mộ đó thì có để quê quán nè, địa chỉ nè: Nguyễn Thị Hiểu, 1963, quê quán Cao Lãnh, Sa Đéc. Cũng vô tình gặp cô, rồi xong đi tìm gia đình á, đi tìm mấy chục năm không ra, là mới hốt cốt được chắc cũng 6 tháng rồi đó. Tệ là sao cô, tìm người thân? Tìm người thân, bệnh á, xong nó mất tích lâu lắm rồi không tìm ra. Rồi cái đi tham quan vô đây, đi ăn đám cưới á, cái vô đây. Cô bác quý anh chị, thì sau khi thăm mộ của nhà thơ Hàn Mạc Tử thì mình mới phát hiện rằng nơi này á, là theo chia sẻ của cô Lan lúc nãy á, là ở trong cái clip trước á, là nơi đây là những người đã mất vì cái căn bệnh cùi hủi này, một cái căn bệnh mà khi đó xã hội rất là kỳ thị, và nơi đây là một cái bệnh viện và điều trị cái căn bệnh này luôn. Thì mình được biết anh này là ảnh bị bệnh này luôn. Dạ. Lâu rồi. Em chào anh. Anh tên gì ha? Phương. Anh Phương. Anh Phương là năm nay bao nhiêu tuổi ta? Dạ, 92. Sinh năm 92. 92. 28 tuổi hả? Dạ. 29 tuổi. Dạ, anh Phương ở đây là bao lâu rồi? Lâu, mấy năm rồi. Quê anh ở đâu? Ở Phan Rang, ở Phan Thiết. Ở Phan Thiết, anh ra đây lâu chưa? Lâu rồi, mấy chục năm rồi. Mấy chục năm. Anh bị bệnh gì? Bị phong cùi. Phong cùi hả? Đó, tay bị hết rồi đó. Khổ, nghèo khổ lắm. Nghèo khổ lắm. Anh lúc đó, nhà anh có mấy anh em anh Phương? Có ba đứa con à. Giờ mất hết rồi còn có đứa em. Mẹ anh có ba, anh có ba anh em? Ba đứa con. Hả? Ba đứa con. Anh ba đứa con? Mẹ con á. À, mẹ của anh có ba đứa con. Hai đứa. Dạ. Mẹ nó ba đứa. Ừ. Anh ra đây điều trị, anh bị bệnh năm mấy tuổi? Chứ lâu không biết nhớ. Không nhớ hả? Lâu quá. Là mẹ anh đưa anh ra đây hả? Bắt kêu không. Mấy anh em anh là bị bệnh cùi hết luôn? Ừ, có bệnh anh nè, bệnh con à. Ừ. Bị bệnh là con mình bị à. Có mình anh bị à? Có bố mẹ mất hết rồi. Thì cái chân anh bị sao vậy anh? Bị phong cùi, bị phong, bị lỡ, bị lỡ á. Có tiền cho chị á. Rồi cắt ra? Rồi cắt bỏ. Nhiều khổ. Hiện nay anh ở đâu? Hả? Hiện nay anh ở đâu? Ở trong làng á. Trong làng hả? Ừ. Hàng ngày anh làm cái công việc gì anh sống? Đi câu, có cá, câu bán người ta. Ừ. Mấy nghìn à? 20-10 nghìn đó thôi. Câu cá bán. Ừ, có khách rồi. Vô đó cho tiền. Ừ. Thế là cho. Dạ. Cái tấm chuối cho 100 là mừng đúng rồi. Anh là ngày khách du lịch vô đây thì anh đốt hương cho ta. Ừ. Giống như này anh đốt hương cho em thấp vậy đó hả? Xin lén nha, bắt được chết luôn á. Hả? Xin lén á. Xin lén ha. Nhà cấm à. Ừ. Bắt được các cái chuẩn mấy tháng trời đó luôn á. Thì lâu lâu có khách cho xin tiền. Anh thì không có xin, lúc nãy mình cho thì anh không có xin. Nhưng mà mình thấy cái hoàn cảnh của anh tội nghiệp quá nên mình gửi cho anh. Ôi dạ, cái chân giả đó ai làm cho anh hả? Vì họ cho họ cấp á. Họ cấp ha. Anh tập đi được không? Đi thoải mái không? Được, đi đâu á. Đau hả? Cái chân này mình cưa lâu chưa anh Phương? Lâu rồi, mấy năm rồi. Dạ. Lâu rắc rồi. Bệnh viện là nuôi anh ăn luôn ha? Mình chưa lo chứ. Người tháng có 200 mấy à. Một tháng là có 300 mấy à. Mình ăn một tiền điện rồi mình lo hết. Quỳnh Thị Lan, năm nay dạ. Cô là 59 tuổi. Lúc cô vào đây là năm 1983. Cô là gần 40 năm rồi á, cô ở tại đây. Dạ. Ngày xưa là chỗ đây là nó cứ đất bờ đó, sâu lắm. Dạ. Không có đường đâu, đường mới đổ có mấy năm nay thôi. Dạ. Các bệnh nhân ở đây thì đa số bệnh cùi hủi hả cô? Dạ, bệnh cùi hết. Bệnh cùi hết, các bệnh nhân ở đây đều bệnh cùi hết. Bệnh cùi hết là cô cũng bệnh. Cô bệnh cùi luôn. Cô cũng bệnh nè. Cô tay chân cô bệnh nhưng mà cô vẫn ra đi làm. Vô đây bệnh với bệnh ưng nhau rồi để ra được hai đứa con trai. Một thằng là 23, rồi một thằng 17 tuổi, hiện giờ là nó đang học lớp 11. Lẽ là các bệnh nhân ở đây thì bệnh cùi chết hết, cùi hủi chết. Đây là các mộ của mấy mẹ, mấy mẹ bề trên là các bí sơ. Dạ. Còn đây là mẹ Pháp. Dạ. Đây là cha.
Dạ. Rồi là nuôi mấy bệnh nhân ngày xưa á. À, bệnh cùi thì cô uống thuốc ở đây, cô điều trị ở đây và hết luôn. Hết, hết lâu rồi, xong ở đây là bệnh chứ bệnh ưng nhau để con ra. Dạ. À, con của cô cũng được mấy chục tuổi rồi, một thằng mới cưới vợ hồi bữa ngày 26 tháng 10 đây. Dạ. Cô thì bị trong khoảng thời gian là bao nhiêu, lúc bao nhiêu tuổi cô và bị bao lâu thì cô? Là cô lúc mà cô bệnh là cô đúng 20 tuổi. 20 tuổi. Năm nay cô là 59 tuổi, cô cũng ra 39 năm ở tại đây, tại làng Phong đây. Cô trị bao nhiêu lâu lâu thì mới hết? Trong thời gian 2 năm. 2 năm. 2 năm với 22 cô. Tuổi. À, 22 tuổi là cô để 2 năm cô hết rồi cô xin vô cô làm hộ lý. Yeah. Hộ lý xong là sau này cô ra là bắt đầu cô đi làm. Làm thuê, làm mướn, làm phụ hồ nè, đi củi nè, đi đi lụm bông sứ nè, các mộ của sơ là cô làm để kiếm tiền để nuôi con cô ăn đi học. Dạ. Cô lúc mà cái căn bệnh này á thì con nghe nói rằng là khi mà mặt trăng lên á thì nó rất là nhức đúng không cô? Đúng. Hồi đó lúc mà cô cô 2-3 lần cô cũng muốn chết á. Tại vì bây giờ là hết nhức rồi, bây giờ nhì rồi. Nhưng mà ngày xưa là nó nhức dữ lắm. Dạ. Xong nhưng mà qua thời gian, lúc đó là nhức ghê lắm mà. Dạ. Các sơ nuôi cô có một sơ. Một sơ ngày xưa là bà nói cô nhõng nhẽo nhưng mà thật tình cô nhức thật. Bà kêu mày nhõng nhẽo nhất đề xa tao cho mày cũng không được. Dạ. Rifarin tao cho mày mày cũng không chịu. Ambi cũng không chịu. Thuốc Ramren cũng không chịu, chiền serum không chịu, tao bỏ mày chết. Là mấy lần mà chim mà nó kêu á là nhà thờ rung á là tưởng cô chết nhưng mà cô sống lại. Yeah. Tại vì quê cô nghèo lắm. Quê cô ở đâu? Ở trong Khoan Rang á, Ninh Thuận á, là khi mà anh cô ra thấy cô gần chết á là ổng trốn ông bà ổng đi về. Yeah. Tại vì ổng nói là nếu mà chết là bắt đưa về là ổng không có tiền, ổng chỉ có dòng xe ra thăm em mà. Ổng đi ra tối bến xe kia là ổng khóc ghê lắm. Nhưng mà cái tự nhiên cô sống lại. Yeah. Sống lại là đến bây giờ luôn. Có nghĩa là nó nhức á. Cái tai nó nhức quá hả cô hả? Nhiều lắm. Cô nhiều nhiều nó ăn, nó cứ ăn thật đây, nó cứ ăn vô tay mình hả cô? Nó ăn nè, tay chân nè đó. Và cái căn bệnh này ngày xưa thì xã hội rất kỳ thị hả cô? Không có đi đâu được hết á, là vô đây là bắt đầu ở hàng xóm nó cho có mấy chục ngàn đi tàu lửa vô là ở miết trong đây luôn. Là ngày xưa là không có ấy đó. Ôi, nó ăn đến vậy đó hả cô? Nó ăn vậy nè. Rồi xong là cô sống qua đầu đến bây giờ. Trời ơi. Nó ăn xé thịt gì đó hả cô? Nó xé thịt xé đồ hết á. Bầm gan hết, bầm đen chín đỏ vậy. Ồ, ghê gớm thiệt hả? Hôm nay là mới lấy máu hồi bữa ngày hôm kia. Rồi. Cô bây giờ còn uống thuốc không? Không có uống thuốc nhưng mà nó bắt mình nằm nhà thương để lấy bệnh nền là nó cho ăn tiêu chuẩn á. Dạ. Là 1 tháng được mấy trăm á. Ừ. Vậy xong, là cô bây giờ không có làm gì lao động ra tiền hết hả? Thì cô cũng lén cô đi làm ở ngoài kiếm trăm để 4 giờ sáng cô dậy cô đi làm đến bây giờ cô về là kiếm trăm. Dạ. Để kiếm tiền để về mua cá mua gạo mà nuôi con đi học. Cô là cô Lan ha? Cô Lan. Dạ. Quỳnh Thị Lan. Dạ. Lan, nãy cô nói là bên kia là ngôi mộ vô của những người bệnh đó hả cô? Đây cũng ngôi mộ của người bệnh nhân hết á. Còn cái này là các mẹ pháp cất nhà cho mấy cô đồ ở này. Dạ. Rồi anh Hương, là cô hướng dẫn con qua đó được không? Được chứ. Còn ở ngày đây xưa là cô chăm sóc mộ đây luôn. Là cái đây là các mẹ nè. Hồi mẹ vô đầu tiên là mấy mẹ làm bác sĩ hết á. Các sơ, các mẹ đó ha. Các cha, các mẹ là tạo lập ra cái khu đây nè. Rồi bắt đầu mới làm bác sĩ hết nè. Bây giờ các mẹ là nằm đây hết nè. Các mẹ thì là bác sĩ là nằm ở đây. Đây, các mẹ. Các mẹ thường mất là do tuổi già hay sao cô? Tuổi già là về đây hết. Đó, nhìn lên. Mấy bữa là ở ngoài đây lụm bông sứa là bán 20 ngàn ký là còn quét dọn này hết. Bây giờ là đi làm rồi, không có không được. Còn bên đây? Còn bên đây là có một mẹ Pháp đây nè. Giờ mẹ chết mẹ nằm tại đây. Mẹ người Pháp hả cô? Người Pháp mẹ nằm tại đây là tính là mẹ chết tại đây á. Đó, mẹ này người Pháp luôn. 19 mẹ chết tại đây là 39 69 này. Rồi. Ủa sao ngã này hết trơn ta? Gió này mẹ qua bão á con hả? Dạ dạ. Bão xong ngã. Là mẹ là gốc là người Pháp luôn. Gốc người Pháp là mẹ cất nhà cho mấy cô ở. Dạ. Xong bắt đầu là mẹ ở này đi chuyên điều trị căn bệnh đó luôn hay cô? Toàn là vô đây là các mẹ các sơ đồ nuôi không à. Dạ. Sau này nhà nước nó mới lấy lại á, chứ còn đây là mộ thêm tên của các mẹ đề tên chết là các mẹ đề tên cho mình hết. Đề tên theo theo thánh á.
Dạ. Cái người nào cũng tên của thánh không, chứ mà con Phật con ông gì cũng tên của thánh, là vô đây là con của mẹ hết á. Dạ. Ở đây thì thấy đa số là khi mắc cái căn bệnh này đó thì đa số là rất là nhỏ tuổi ha con ha. Dạ. Các cô chú ở đây rất là nhỏ tuổi và mắc cũng 46 đồ không. Dạ, mắc cũng thời gian rất là lâu rồi. Đây nè, Quảng Bình. Các ở đây có nguyên quán, ở trên này có nguyên quán à? Có hết đấy chứ. Dạ. À, chết cũng có nguyên quán mà ở người không chứ không có thì không không đề. Người các mẹ đời ra, còn người không có nguyên quán thì không đời hả con? Không đề. Không nguyên quán thì đề nguyên quán. Dạ. Đây là bao nhiêu phần mộ cô? Hết. Nhưng mà chiều chiều cô cũng hay ra đây hái lá giang bán lắm. Ờ. Buổi sáng đi làm rồi cánh chiều ra. Cô có thường thắp hương cho các có các bác không? Có, cứ rằm mùng 1 cứ mua nén hương rồi. À, mấy hôm là cứ thắp ngoài mà chỉ có mấy tháng giờ đi làm á. Bình Định nè, Cà Mau nè. Có hết á. Cô ba đây cô 70 tuổi, cụ này 70 tuổi. Rồi Ba Xuyên là ở đâu cô Lan? Dạ. Thường thì các người thân của các cô bác này là có hàng năm có về đây để thắp hương không cô? À, có người thắp như bữa cũng có một thân nhân. Một thân nhân là cũng vô tình gặp cô rồi xong đi tìm gia đình á, đi tìm mấy chục năm không ra rồi mới hốt cốt được chắc cũng 6 tháng rồi đó. Tại là sao cô tìm người là thân? Tìm người thân mà bệnh á, xong nó mất tích lâu lắm rồi không tìm ra. Rồi cái đi tham quan vô đây đi ăn đám cưới á. Cái vô đây cái vô tình đi tham quan là gặp cô là cũng ngồi nói chuyện vậy. Cái cô hỏi là cô có người thân mà chết mà tìm không ra. Mà cái cô dắt đi tìm mộ, cái tối tìm đúng tên, đúng họ, đúng quê quán luôn. Rồi mới hút cốt về đây. Ờ, cái cô đây. Kia là có gặp báo mộng gì không hay là sao cô? Không có báo mộng nhưng mà cứ đi tìm miết vậy á, đi tìm. Tại vì nhiều bệnh viện đó con ạ. Bệnh viện Bình Lập nè, bệnh viện ở Huế nè, bệnh viện là khi ảnh đâu á, ảnh trốn ảnh bỏ nhà ảnh đi luôn. Ảnh bệnh cùi hả cô? Ông bác ông bệnh cùi á, ảnh trốn ảnh bỏ nhà ảnh đi luôn. Mà không ngờ là ảnh vô tuốt luôn đây. Đà Nẵng cũng có nè, Huế cũng có nè. À, Bình Lập cũng có nè, Sóc Trăng cũng có nè, vì Củ Thiêm cũng có, ổng tìm các nơi không có, cuối cùng anh vô bệnh viện Quy Hòa, Bến Sắn gì anh cũng nhà cũng đi tìm hết, ở gì bà xóm nhỏ ở Nha Trang cũng đi tìm luôn không ra, vô đây vô tình cô đang lụm môn xứ đây á, rồi ngồi nói cái cô dắt đi tìm cái tới chỗ, cái đúng một tháng sau là vô hốt cốt ông già về. Ồ. Cũng gặp cô không, nhiều người gặp, nhiều ân nhân gặp cô chỉ đường lối lắm, toàn là gặp may không á. Dạ. Ô, ở đây con thấy có một cái mộ của cụ này nè. Ừ. Ở Sa Đéc nè, Cao Lãnh, Đồng Tháp nè. À, nhiều lắm. Không, ta kết nào đây nè, Nguyễn Thị Hiểu, 1963, quê quán Cao Lãnh, Sa Đéc. Cô ơi, cái cô Lan, cái việc mà để nguyên quán để cho người thân dễ tìm hay sao cô? Đúng rồi, để cho người thân dễ tìm á. Dạ. Ừ, có người không có biết cha mẹ ông bà mình chết hay sống là ở đâu, ở nơi đâu á, rồi đi tìm. Dạ. Rồi cứ ra mộ này dắt đi tìm là ra hết á. Dạ. Ừ. Đó, rồi cô cũng dắt tìm nhiều người lắm á. Dạ. Cô dắt tìm được mấy người rồi á. Tại vì cái số cô là số khổ. Dạ. Cô là quý mẹo vậy, cũng sinh 1963 vậy á. Dạ. Chứ mà cái đầu của cô nó khổ lắm. Cô đi làm miết cả ngày rồi tối. Cô hái cái gì chiều, đó? Cô hái lá giang cô đi bán. Rồi chiều đây cô ra biển cô hái vui vẻ chua lễ rồi cô đi bán thêm. Chứ có 100.000 mà nuôi hết cả gia đình sao nuôi nổi. Gia đình cô mấy người con quên rồi. Chồng cô bệnh nhân là tàn phế loại 2. Rồi hai đứa con nữa, hai đứa con ăn học. Rồi thằng kia nó mới nghỉ học rồi xong bây giờ là có mình cô đi làm thôi, nuôi hết gia đình. Thương rồi. Ừ, là rồi. Cô ba người con? Hai người con, hai vợ chồng là 5 người. Bây giờ có một con dâu nữa, nó mang cái bầu nữa là cái như là 7 người. Người con của cô đâu có bị bệnh đúng không? Không bệnh. Chỉ có hai vợ chồng lắm. Hai vợ chồng cô bị bệnh là mới... Đi xuống nhà cô chơi không? Lấy nhau. Rồi từ từ đi ra đi về. Dạ. Nha. Đi. Ông chồng cô nói, ủa chứ trong vợ nên làm giờ này nó chưa về. Ở đây thì cô bác của anh chị biết không? Ơi, cái này là người ta bóc cốt rồi hả cô? Cái đó là bóc cốt rồi á. Tại
con thì hậu bối đến đây thì cũng có cơ duyên đến ngôi mộ của nhà thơ Hàn Mặc Tử, thì có viếng mộ của các ông, các cô, các chú, các bà ở đây. Thì có gì bổ qua cho con là ở phương xa cũng về đây. Ở đây thì mình theo chia sẻ của cô Lan á, thì đây là những cái ngôi mộ mà đa số cô chú thì bị một cái căn bệnh quái ác, đó là căn bệnh cùi, hủi, phong cùi, mà ngày xưa bị xã hội rất là kỳ thị, phải điều trị ở tất cả các bệnh viện. Và khi mất thì các cô chú lại an nghỉ ở nơi đây luôn. Và các phần bia mộ đó thì có để quê quán nè, địa chỉ nè. Như là ở đây thì có tên là bà Nguyễn Thị Hiểu nè, ở Cao Lãnh nè, Sa Đéc ở Đồng Tháp đó, quê hương mình luôn. Còn ở đây là quê quán ở An Nông, Bình Trị Thiên. Nhiều lắm. Dạ, như ở đây nè, cái tên là Kèo Lên, Phêgô Kèo Lên, chắc không biết tên luôn. Ở đây là mộ của cô chú này là cô hay chú hay con? Dạ, ở Cà Mau mà phải tìm tận lên đến miền Trung này, ở cuối của Tổ quốc. Thì chỉ mong quay một cái thước phim này mà để cho những người thân á, của cô chú có thể mà cơ duyên sau mà gặp được thì có thể về quê mà an nghỉ. Và đây là một trong những người mà còn hiện hữu trải qua căn bệnh quái ác, đó là cô Lan. Cô Lan nhiêu tuổi nãy con quên? Cô sinh 1963 luôn á. Cô sinh 1963, năm nay cô 59 tuổi, cô Quý Mẹo á. Quý Mẹo á. Dạ. Cô bị bệnh hồi năm 20 tuổi nè. Nè, cái tay của cô ở trong này bị ăn hết à? Ăn nè. Hết rồi. Bây giờ điều trị hết rồi đó hai cô? Hết rồi á. Dạ. Giờ này mấy chục năm nay nó không có trở đi trở lại, nó phá tàn dân nhất gì mà nó nhất là nó là một loại virus ăn thịt thôi cô. Uống thuốc á, tức nhất quá chịu không nổi, uống thuốc chết mà nó không chết, nó sống lại á. Tự tử luôn? Tự tử. Hai lần tự tử không chết. Trời ơi. Chứ giờ không chịu nổi nữa. Nhất quá. Dạ. Rồi xong nó cũng qua thôi. Rồi thôi cũng qua. Đi con. Dạ. Thôi cô cháu mình đi về ha. Đi về nhà cô cho biết nhà không? Không có sao hết. Rồi có dịp nào con ra con chơi. Thưa cô, thì lúc nãy thì con có đến nhà của cô. Thì con chân thành cảm ơn cô Lan rất là nhiều. Đã hỗ trợ con trong cái chuyến mà viếng thăm mộ của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Thì cô ơi, lúc nãy con lại nhà cô là thấy là nguyên một cái dãy nhà đó là cô nói đó là bệnh nhân hết hả cô? Bệnh nhân hết. Mỗi nhà là hai vợ chồng bệnh nhân, bệnh là với mấy đứa con. Mỗi nhà là hai vợ chồng. Như chồng cô bệnh là cô bệnh là với hai đứa con, không với bốn đứa con mà. Để ai bốn đứa thì ở bốn đứa, hai đứa thì ở hai đứa, một đứa thì ở một đứa vậy. Vậy là cái căn bệnh này là trị hoài không hết, tái đi tái lại hoài không? Không, nó không có tái lại, nhưng mà người ta chán đời, người ta không có thích về quê á, người ta ở đó người ta sinh sống luôn. Dạ. Yeah. Chứ còn không có bệnh lại, chỉ uống thuốc một lần vậy thôi. Vậy là đa số tất cả các bệnh nhân đều ở đây hết à? Sinh ở đây, tại người ta về người ta thấy mặc cảm với gia đình rồi, người ta không thích về. Vậy là cái vùng chỗ đất của cô ở nãy là bệnh nhân đa số hết. Là bệnh nhân và dân địa phương khác không ạ? Mỗi người là mỗi địa phương khác hết á. Dạ. Thấy ông xe vô không cho vô nó ra lại ha. Dạ. Chỉ có con được ưu tiên, con dắt vô. Nó để ý. Chứ con có vô con bỏ tiền vô, con vô cũng không được, người ta sợ bệnh người ta không cho vô. Dạ. Con thấy ở trong đó có cả luôn trường mẫu giáo là cho các con của bệnh nhân luôn hay không? Con của bệnh nhân rồi, ở hết tất cả hết đó, rồi trường rồi trường cấp 1 rồi trường cấp 1 rồi ở trên đây. Dạ. Ngày xưa mà mối lương duyên sao mà cô gặp với chú? Không, tại cô bệnh là cô vô đây năm 1983 và chú là vô năm 2000. Đúng rồi, năm 2000 á mới gặp nhau nữa. Cô 30 mấy tuổi cô mới gặp chú nữa, mới lấy chồng nữa. Vậy. Nói chung là không biết là chắc có lẽ là hương linh của Hàn Mặc Tử đưa con gặp cô rồi con mới vô được trong đây, chứ rất là nhiều khách du lịch mà không vô được. Đó, xe du lịch mà mỗi lần mà cho vô là nó vô đông lắm, mỗi lần vô là họ vô lên Hàn Mặc Tử đông lắm, nhưng mà bây giờ là dịch bệnh nó không có cho một người nào vô lạ mặt vô á, chỉ có người ven mới dắt vô, là nói dòng họ nhà rồi mới dắt vô được thôi.
dạ. Còn số hơn chứ không ai vô đây được hết. Dạ, con cảm ơn cô Lan nhiều. Rồi. Con chào cô ha, chúc cô luôn có sức khỏe. Dạ.